Chứ còn cái đợt mùa hè nhá. Rồi hôm nay Facebook của mình bị làm sao ấy, tức là nó bị giới hạn tương tác. Đợt gần đây bị, bắt đầu bị. À hiểu nó bị làm sao. Phát lại nha mọi người, sale thập cẩm ngũ vị luôn cho các chị gộp đơn này. Thuốc nhỏ mắt của chị đây không? Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ sale xả kho nhá. Kho chật quá rồi, không còn chỗ mà để nữa luôn. Sale vải thiết kế không? Vải thiết kế còn một tập mấy, có mấy cái. Chắc một tập khoảng chục cái, đôi 4, 5, 6, 7. Vải thiết kế màu ruốc cái đẹp lắm. Em chào chị Trương Loan. Hello mọi người. Các chị sale list giùm em nhá. Vừa em kiếm cái màu nâu mà chưa được cái nào. Ok, bây giờ mình sẽ sale thập cẩm cho mọi người luôn. Sale thập cẩm luôn nhá. Tất cả các mặt hàng luôn nhá. Mọi người sale list giùm em đi ạ. Khách kìa, ra lại. À, nhân viên khách. Ơ, lên được 426 à? Dạ. Có lúc lên được 426 thôi. Vậy chị thấy, nó hiển thị 426 trên màn hình của chị. Đang quay lại. Đang quay lại. Em chào chị Linh Hoàng. Sale 5 nhóm giùm em nhá. Xe 5 nhóm để nhận áo không đồng. Hello em. Ờ đang đi đi. Mệt thế rồi, vào chào. Em là bảo ca tối đúng không? Thế lúc là gì á? À Nguyễn Ninh đúng không? Ok. Có live stream dạ chị Thảo ơi. Em live stream cả hai, cả len, cả dạ, cả váy vóc lẫn lộn luôn. Bực quá phải sale thập cẩm ngũ vị luôn. Cho chị tập nỉ 89 ca đây nào em ơi. Bảo bạn ý cách ấy luôn em ạ. Mi sổ đi bạn làm tối đó. Nhưng mà tối chốt đơn nhiều luôn. Có còn nhiều thế á? Dạ. Chỉ là chị mặc mọi người sale clip vào 5 nhóm nha. Lên 150 người. Có like, có live chuyên gia chị Thảo ơi, chờ em một tí. Sao nó vẫn ở đấy? Cái gì cơ? Cái gì? Cái gì? Hôm đấy sale lỗ vì mất dây. Em ơi cứ để đồ lên giường ấy, ở đấy đang làm ấy, sợ hơi chật. Mà cái váy em mặc cái áo nỉ còn cười đấy. Mày Hà mới mặc thế. Có thấy Lê Mỹ Dung. Ok, nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giúp em nhá. Lên 150 người. Hôm nay cái gì cũng được mua với giá sale luôn. Em xả kho nhá, hôm nay chật lắm rồi. Không có chỗ đây là đang mặc với cái váy nhìn buồn cười quá mất rồi. Mặc với cái khác. Mọi người ơi, mọi người xem 5 nhóm này. Áo mình đang mặc á, 89.000 nhá. Áo mình đang mặc là 89.000 thôi. Chất nỉ này, đẹp lắm luôn. Chất này thì chưa ai chê. Trăm người nhận, bán phải đến 300-400 cái áo này rồi. Chưa ai chê một tí nào luôn. Em chia sẻ rồi, ok. Cảm ơn tình quế, em chia sẻ đi. Xe 5 nhóm đi ạ, nhưng ai đã chia sẻ. Mình đang mặc bên trong cái váy của mình nó hơi bị cộm nhá. Chứ nó có bom ở tay và bom ở áo này. Mọi người chia sẻ đi ạ. 164 người rồi nào, chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Lên nó giúp em 200 người, em sẽ tặng áo em đang mặc nhá. Tặng những cái chất áo tặng cho 3 người. Thôi con ghi lại vào. Đây. Cho em cái kẻ ok, Linh cho một cái áo kẻ để số chị này. Linh cho một cái áo kẻ để số cho em nhá. Bảo bạn ấy luôn nhá. Đang hôm nay làm chậm bảo bạn ấy luôn. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giúp em nhá. Hôm nay sẽ sale thập cẩm ngũ vị luôn, không xem thì thật sự là quá tiếc luôn. Hôm nay các chị tìm cái gì em có cái đấy cho mọi người luôn nhá. Hôm nay những cái còn lẻ lẻ, mỗi mẫu còn vài cái em sẽ sale nốt. Xong gửi hàng cho mình chưa? Chị Quy Nguyên gửi rồi nhở?
Chị Quy Nguyên bị làm sao, cái gì mà quên? Chị Quy Nguyên ơi, chắc là các bạn ý chửi hàng có chị mất rồi. Chị thông cảm giúp em nhé, tí em lên đơn luôn ạ. Chắc bởi vì là kiểu hẹn ship ít. Nhưng mà hôm nay các bạn ý chắc là nhiều việc quá quên mất. Nên là chị thông cảm giúp em nhé. Hello, chào Hường. Chẳng qua là nó chưa to mũi thôi. Chứ mấy nữa nó to mũi ra thì kinh tởm lắm. Làm gì có chuyện tiền ship mà mình dùng hết có 40 triệu. Tiền ship là mình dùng phải 70 triệu một tháng. Hôm tháng rồi hết 40 triệu. Nó tổng cho chị gì? Hello mọi người. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay xem nào. Ôi dồi ôi, cứ lẹt đẹp thế nhở. 170 mấy người mãi không lên nổi. Nào thôi ok nhá, bây giờ em sẽ dành tặng cho ba chị may mắn. Một chị đầu tiên là hai chiếc áo như em đang mặc, để mặc đôi này. Hai chiếc áo, bạn kia không để số à? Không ạ, không để. Để số không? Vì hủy đơn đi. Em một chiếc áo kể chị kêu Nguyên luôn ok. Kêu Nguyên một chiếc áo mình đang mặc nhá, 89k nhá, kêu Nguyên nhá. 89.000 nhá, ok chưa ạ? Rồi này các chị ơi, em sẽ tặng cho các chị đầu tiên là tặng hai chiếc áo nỉ. Hai chiếc áo nỉ thôi cho, em ơi cho chị cái áo hồng trên kia đi. Hôm nay có livestream khoác len nhưng mà chị Huyên vui, đơn của chị hôm qua em thấy ở bên biểu bên cửa hàng hay sao á. Bên cửa hàng không gộp đơn nhá. Bên cửa hàng không gộp đơn với bên này được đâu ạ, bởi vì hai chỗ nó cũng thực ra cũng gần. Nhưng mà bên em không có ai ra ấy. Bảo inbox rồi mà. Linh tròn inbox. Linh tròn ơi inbox luôn nhá, Linh tròn này. Linh tròn ơi inbox luôn, cái này không còn nhiều. Chị đầu tiên em sẽ tặng hai chiếc áo như em đang mặc này, kẻ và hồng này, ok chưa ạ? Còn hai chị sau đấy em sẽ tặng hai chiếc áo kẻ như em đang mặc luôn. Bên đấy chắc khoảng ngày mai hoặc ngày kia có gì bây em sẽ nhắn tin hẹn nhá chị nhá. Tớ ok này, thể lệ chơi em ơi, ghi số chị đi. Thể lệ chơi vẫn như mọi hôm nhá. Mọi người chia sẻ livestream vào 5 nhóm. Chia sẻ livestream vào 5 nhóm này. Linh chọn inbox này 0975770. Ok, mọi người chia sẻ livestream vào 5 nhóm chưa ạ? Bây giờ em sẽ cho gợi ý. Chị nào là người comment đúng đầu tiên con số ở trên tay em cầm. Ok, Linh tròn. Trên tay em cầm thì sẽ nhận được hai chiếc áo bên em. Còn những chị comment sau đó sẽ comment theo cú pháp của em đọc thì sẽ nhận được một chiếc nhá. Chị Như Suri một chiếc áo sọc này. Gộp đơn ấy, như chị có đơn giữ ấy. Không biết là bên cơ sở nào luôn. Ok, em sẽ cho gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 75. Từ 30 cho chị mượn cái bút tí. Từ 30 đến 75, ok Thu Hương Lê ơi sao thế? Cho chị mượn bút. Từ 30 đến 75 này. Từ 30 đến 75 cho em nhá. Từ 30 đến 75 chị Huệ Heo Đắng ơi, 30 sai đừng quên là chia sẻ livestream vào 5 nhóm, mọi người sẽ được đoán 10 lần nhá. Chia sẻ livestream vào 5 nhóm sẽ được đoán 10 lần. Chia sẻ 10 nhóm được đoán 20 lần. Ok chưa? Đây là một con số nó khoảng từ 30 đến 75. Chị buồn cười với có một bạn hỏi chị là sao cả ngày chị càng nói lắp thế. Có bạn hỏi chị là sao cả ngày chị càng nói lắp thế. Khách quen thấy mình nói lắp nhiều. Chị Thu Hương lên cứ comment đoán số đi ạ. Khi nào đúng số hãy để số nhá. Ôi cho tụi tôi tụt view mạng làm sao rồi. Chị Thanh Hoài ơi 65 sai nhá. Cún Bông 61 sai, Thanh Hoài 75 sai. Các chị cứ comment đúng số đi ạ. Cứ comment đúng số rồi hãng để số điện thoại nhá. Hoài Hana 73 sai, Mai Liên 45 sai. Nào những ai mà em chưa đọc được comment tức là chưa hiển thị đâu nhá các chị nhá. Chị Thanh Hoài 34 sai, ok Thu Hương Lê cứ comment đoán số đi, đúng thì hãng để số điện thoại nha em nhá. La Thị Mỹ Dung 6773 đều sai nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh tay livestream lên cho em ạ. View càng lên càng tặng nhiều nhá cả nhà nhá. View càng lên càng tặng nhiều, đợt này Facebook cái page của em đang bị mất tương tác trầm trọng luôn nhá mọi người. Nên là mọi người chia sẻ mạnh tay lên giùm em này, hôm nay em sẽ bán sale toàn bộ luôn. Bán sale với giá giật mình luôn nhá mọi người nhá. Bán sale với giá giật mình luôn này. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên, chia sẻ livestream mạnh tay cho em nha.
Chị Thanh Hoài 46 size, Mai Liên 37 size, Già Bà 83 size, Thu Hương Lê 52 size, chị Anna Trần 63 size. Nào giúp em, đây là một con số từ 30 đến 75. Chị Nguyễn Lệ 77 ngoài rồi chị ơi, đến 75 thôi ạ. 79. Chị Mai Liên 61 size, chị Già Bà 45, 48 đều sai nhá chị nhá, 50 cũng sai luôn. Chia sẻ cho em này, view lên khoảng 190 người thôi. Thêm 10 người nữa em sẽ cho gợi ý nhá. Thêm 10 người nữa em sẽ cho gợi ý này các chị này. Quỳnh Cún 68 sai. Quỳnh Cún 68, chúng mày bàn bạc cái gì ấy. Quỳnh Cún 68 sai, Ly Kem 53 sai nhá. Huệ Heo Hồng cũng 53 sai. Nguyễn Xuân lấy một cái chị mặc ok. Xuân ơi để số cho chị với. Xuân ơi Xuân để số rồi, để số chị ấy. Bạn này là mẫu cũ rồi. Nguyễn Xuân lấy một cái chị đang mặc này. Ok ạ. Chị Hoài Hana 72 size. Có thấy Linh Trần nhá. Linh Trần ơi. Có thấy Linh Trần này. Rồi ạ. Chị Thu Hương Lê 72 size. Này em sẽ cho gợi ý này. Đây là một con số lẻ. Chị không nhìn thấy comment số đâu. Comment lại hộ chị với. À ok ok thấy rồi tình yêu ơi. 0166810 được chưa? Đây là một con số lẻ nhá cả nhà. Cún bông 33 size. Nào các chị ở livestream trước chưa may mắn thì livestream này vào chơi game nha. Latte Mỹ Dung 68 size, Ly Kem 79 size. Là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 30 đến 75 nhá, rất là dễ luôn. Từ 30 đến 75 và là một con số lẻ này. Từ 30 đến 75, em ơi vào comment cái livestream cũ và khách vào xem hộ chị ạ. Các chị thoát ra nhiều nhiều chị khách mới á. Từ 30 đến 75 giùm em nha. À với cả tiện đây thông báo với mọi người luôn là tối nay mình sẽ quay sale giày. Chị nào mà có nhu cầu xem giày thì tối nay vào xem nhá. Chị Thu Hằng ơi 47 size, Hoàng Diệu Linh 31 size, Trang Nguyên 37 size. Nào, đây là một con số lẻ, nếu em cho thêm một gợi ý nữa thì các chị sẽ ra luôn này. Nhưng mà lên 200 người bắt đầu em mới cho gợi ý nhá. Ok 195 rồi này. Lên thêm 5 người cho em nào các chị ơi. Chị Chim Minh ơi 7799 size, chị ơi dưới 75 nha, nhỏ hơn 75 là con số nó khoảng từ 30 đến 75 và là một con số lẻ nha chị nhá, là một con số lẻ cho em này. Tối nay lên sale giày nhá. Chị Minh 51, 53 đều size nhá, chất ok mà xinh lắm. Cảm ơn Dương Ốc, thank you tình yêu này. Thank you tình yêu, sao không thấy comment của Dương Ốc nhảy hiển thị đây nhỉ. Cảm ơn tình yêu, ok lên 224 người rồi này. Bây giờ em sẽ cho các chị thêm một gợi ý nhá. Em sẽ cho các chị thêm một gợi ý, nhưng mà cái gợi ý này sẽ đoán ra được luôn. Sẽ đoán ra luôn, dễ lắm này, cho gợi ý luôn. Đây là một số nằm khoảng từ 30 đến 75. Là một con số lẻ và là một con số lẻ và hai con số lặp lại nhau nhá. À tức là con số đấy được tạo bởi hai chữ số giống nhau. Hai chữ số giống nhau. Hai chữ số giống nhau là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 30 đến 75, quá dễ luôn này. Từ 30 đến 75 này. Có hai chữ số giống nhau này, quá dễ luôn, lại còn số lẻ nữa. Nào nào những con 61 63 thì thôi next luôn đi các chị ơi. Thanh Tuyền 49 không đúng đâu ạ. Thanh Tuyền ơi, Nguyễn Hà ơi, 66 là số chẵn rồi bạn ơi. Số lẻ nào các chị ơi. Đâu dễ vãi. Đúng luôn, có đúng một số luôn mà không ai đọc. Đang bị hiển bây giờ mới hiển thị comment này. Nào các chị ơi, là một con số lẻ 30 đến 75 và hai chữ số giống nhau tạo nên một con số đó, được chưa ạ? Bây giờ các chị chỉ cần suy luận một phát là ra luôn nhá. Ok, em xin chúc mừng này, đúng rồi ạ, số 55. Trong khoảng đấy chỉ có đúng hai con số giống nhau là 55 mà là số lẻ thôi. Nha chị nhá. Ok, xin chúc mừng chị Nguyễn Hà này. Xin chúc mừng chị Nguyễn Hà nhá. Xin chúc mừng chị Nguyễn Hà, chụp lại màn hình cho em nhá. Chụp lại màn hình cho em nhá. Chụp lại màn hình cho em này, ok chưa ạ? Bây giờ những chị sau tặng tiếp cho hai chị gái em đang mặc, tặng tiếp chụp lại màn hình cho em rồi bên đây sẽ inbox này. Bây giờ các chị sẽ comment giùm em là mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại này để được tặng chiếc áo như em đang mặc nhá. Đây nó có bo, em đang bầu nhá, mặc nó hơi rộng rộng ra. Cảm giác bụng nó sẽ bị to bởi vì đang bầu. Ok chưa ạ? Mọi người comment là mua áo không đồng nhá. Đây. Mua áo không đồng kèm số điện thoại cho em này để được tặng hai chiếc áo em mặc. Mua áo không đồng, ôi còn không thấy comment của Nguyễn Quý luôn ông nhá. Nào tiếp tục chơi game thứ hai đi ạ. Đừng có thắc mắc nữa, cứ chơi đi, kiểu gì cũng trúng. Vừa đấy có bạn trúng một cái áo dạ mấy trăm nghìn cơ. Mua áo không đồng đi ạ.
Mua áo không đồng kèm số điện thoại giùm em nhá. Mua áo không đồng kèm số các ớt cái áo của chị kia đâu rồi? Ơ chị đấy không chia sẻ mà. Có một chị chia sẻ, chị đâu chia sẻ. Ơ thì cái chị tặng áo này đâu? Không chưa biết đây. Vứt ra đi. Để bên đấy rồi ạ. À tức bởi vì chị chưa chia sẻ đúng không? Ok. Mua áo không đồng xin chúc mừng chị Nguyễn Lê một cái này. Nguyễn Lê một cái nhá. Áo mình đang mặc là 89.000 nhá. Nguyễn Lê một này. Anna Nguyên một nhá, chị Anna Nguyên một ok chưa ạ? Chị Anna Nguyên một nhá. Rồi ok. Cái áo em mặc giá là 89.000 nhá. Cái áo em mặc là giá là 89.000 chỉ còn khoảng 1 2 chắc còn khoảng 57 cái hết đúng không? Ngoài kia hết à? Ở ngoài còn không? Ở ngoài kia ấy. Cái áo em mặc là 89.000. Ở ngoài kệ ở ngoài kia ấy. 89k các chị xem chất nhá. Nó là chất nỉ da cá. Đây là giá sale áp dụng cho ai chia sẻ livestream. Nhưng ai chia sẻ livestream sẽ mua được cái áo em mặc với giá 89.000. Form này khoảng 60-62 cân đổ về nhá đây. Nó là form như này ạ, rộng như này. Nhưng mà em mặc em hay kéo lên. Ok chưa? Giá là 89k, chị nào lấy comment là 89k kèm số điện thoại giùm em nhá. 89k. Ôi Sam nhiều comment hết nhưng mà toàn bị ấy. Cho chị còn không? 89k, ai lấy áo em mặc thì comment là 89k kèm số điện thoại giùm em nhá. Tặng tiếp đi chị ơi, thế bây giờ cứ tặng mà không bán thì vỡ mặt à? Cái bạn level cuối cùng ở livestream trước em còn chị ơi, đây đúng không? Cái dạ lông này đúng không ạ? Xem size gì đó chị ơi, còn một cái size gì? XL. Cả hai cái đều cùng một size là size XL nhưng mà chỉ tầm size L là mặc được thôi ạ. Đây, chị hỏi cái này đúng không ạ? Áo em mặc là 89k nhá, chị nào lấy comment là 89k kèm số điện thoại. 89k kèm số điện thoại, sale một cái áo 49.000 luôn. 89k chị Ngân Hà một cái này. Ngân Hà một này. Ok, Nguyễn Xuân chờ chị một chút, chốt xong mã này nhá. Ngân Hà một cái mẫu này thì bán nhiều lắm rồi. Đây là lần này là em cắt mẫu luôn. Lần này là cắt mẫu luôn nhá. Lần này sale cắt mẫu luôn này. Áo em mặc là 89, ok Ngân Hà một. Còn ai chốt không ạ? Còn 5-6 cái thì đấy thôi, cũng không còn nhiều đâu ạ. Ai lấy thì comment giùm em nhá. Ngoài ra em xả cái mẫu này. Xả mẫu này với giá 49.000 nhá, xả lỗ luôn này. Xả lỗ với giá 49.000 cũng còn khoảng 10 cái thôi. Còn khoảng 10 chiếc nhá. 49.000 nhá. Chị nào lấy comment là 49k kèm số điện thoại, chất cực kỳ đẹp luôn này. Tay hơi lê nhá. Cái này thì dành cho những chị nào mà kiểu thích hoặc kiểu độc lạ lại chụp ảnh ấy. 49k cái áo màu đen áo này rất là hot rồi. Nếu mà các chị mà hay lượn lờ trên mạng xem ảnh nghiếc mua đồ rất là biết cái mẫu này nhá. Mọi người thông cảm vì em đang bầu đây, không thử được nhiều. Hải Yến chốt 89k một cái chị Hải Yến này. Ok, còn 4 cái, có ai chốt nữa không ạ? Áo kẻ đang mặc ok chị nhá. 49k gộp đơn linh tròn một này, còn 10 đúng một tập 10 cái luôn. Cái này chất cực kỳ đẹp, chị nào mua áo này rồi feedback cho em ạ. 230 mấy người đang xem, chị nào mua cái áo này rồi thì feedback cho em với. 49k Vinh Nguyên cái áo này một cái em không ship đâu nhá. Cái này chỉ ship cùng thôi. 49k Vinh Nguyên một cái, Kiều Trang Dinh một cái 89 này. Kiều Trang Dinh một cái áo 89 này. Chị Kiều Trang Dinh một cái 89 này. Thanh Hoài một cái 49 này. 89 này. Thanh Hoài một cái 49. Các chị chọn thêm sản phẩm nhá. Một cái 49.000 không ship, đang sale lỗ rồi. Chị Kiều Trang Dinh thêm một cái 49.000 này. Ok chị Kiều Trang Dinh này. Ơ Thanh Hoài đang bên ngoài kho, em qua lấy. Em đang bên ngoài luôn á. Vậy thằng tóc ghê. Kiều Anh một cái 49k gộp đơn, không biết gộp đơn từ bao giờ. Kiều Anh một cái 49 này gộp đơn này. Chị Thao Nguyên mà lấy áo 49 thì comment là 49k kèm số điện thoại giùm em. Không có số điện thoại em không chốt được đơn đâu ạ. À tức là em bảo em qua kho lấy gì? Ok nhá, em giới thiệu qua lại mẫu em mặc. Mẫu em mặc là 89.000, còn mẫu đang cầm là 49.000. Áp dụng cho ai xe clip nhá. Chị Dương Quế Lâm ơi, chị inbox ảnh bên em bán hộ. Bởi vì bộ vest này sale quá rẻ rồi nên bên em sẽ bán hộ chị. Bởi vì bộ vest nhiều, vẫn nhiều người hỏi nhà em hết hàng rồi. Cái màu cam nhà em hết sạch không còn mà rất nhiều khách đang hỏi. Cái em mặc là 89.000 nhá. Chị Diệu Tâm 49 này.
Diệu Tâm 49 nhớ là cái áo này một chiếc em không ship, hoặc là các chị phải mua hai chiếc nhà em mới ship nhá. Thao nguyên một chiếc này. Thao nguyên một này. Ok chưa ạ? Áo 49 em còn 3 cái. Áo 49.000 còn 3 cái. Em cam kết chất đẹp không đẹp trả lại cho em từ áo 49.000 nhá. Cam kết chất không đẹp trả lại cho em luôn. 49.000. Còn cái áo em mặc là 89.000 nhá. Áo này thì về lần cuối rồi. Cái áo em mặc cũng chỉ còn 1 2 3 cái. Áo em mặc cũng chỉ còn 3 cái thôi, 89k em ơi. Mi với cho chị mấy cái còn trên kệ đấy. Hàng này nhá, hàng nữa. Cái set đấy còn không? Set yếm còn không? Set váy yếm còn không? Set mà áo váy đen với cả áo khoác đấy. Không phải set này, áo khoác đỏ cơ. Cho chị cái nỉ vàng nhá, nỉ vàng còn một cái à? Sale nốt đi, hết chưa? Nỉ vàng còn một cái sale nốt 99.000 này. Nỉ vàng còn một cái size XL, nhưng mà chỉ tầm size L thôi, khoảng 57-58 cân là mặc đẹp, form rộng nhá. 89k của Hoàng Diệu Linh một cái 89k này. Em mới nhận lên với dạ cùng giày rồi nha chị Lanh, đẹp lắm. Ok, ui Huỳnh Thủy Tiên ơi, sao nhận đơn nhanh nhỉ? Đơn Huỳnh Thủy Tiên mới đi hôm kia nhỉ? Thank you tình yêu, tối vào xem nốt giày không? Tối nay chị sale giày nhá. Áo nỉ này 99.000, còn đúng một chiếc duy nhất hàng Quảng Châu nhá. Áo 4 đây chị ơi, chất đây nhá, chất kiểu dày dặn, chất kiểu len len nhà này, đẹp lắm luôn. Em cam kết cả 49.000 chất không đẹp trả lại cho em. Nhá, em cam kết chất không đẹp trả lại luôn. Chẳng qua cái đấy là em đặt nhiều quá. Ok tiên. Cái váy kia hàng mẫu thôi em, cái váy set váy 99.000 đi. Đó. Này chị một cái đi. Bây giờ sẽ sale một cái combo, một cái váy và một cái áo khoác len nhá. Cái này 99.000, ôi ôi, tôi thề với các ông luôn, order con này là 137.000 ấy. 99.000. Chết cha, mẹ chồng bỏ gì đây? Thì ra tí chị nghe, tí cho lại. Thu Huyền Vũ lấy áo 49, nhưng mà áo 49.000 em không ship một cái nhá. Một cái em không ship đâu ạ, từ hai cái trở lên em mới ship. Bởi vì áo này em sale lỗ nhá, không lãi của các chị 1.000 nào luôn, lỗ luôn. Cái này 99.000 nhá. Cái áo em mặc 89.000, còn ai lấy không ạ? Mi ơi, còn mã nào bút đây chị gái? Nỉ hoa, nỉ hùng nhớ. chín k Thanh Hoài, ok Thanh Hoài này. Chị Mai Lê ơi, cái 99k của Thanh Hoài mất rồi. Thì em sẽ chốt cho chị một cái nỉ kẻ 89 và một cái 49.000 được không ạ? À chị Mai Lê, để em chị chọn thêm người khác giùm em nhá. Áo 49.000 này chỉ còn 2-3 cái thôi. Em có quay áo dạ, chị Tiên chờ em một tí. Ok Thanh Hoài. Nói chung là em qua lấy hôm nay em gọi điện trước nha, em có số chưa? Áo nỉ. Áo nỉ hồng là còn một cái ấy đúng không? Áo nỉ hồng này còn một cái sale nốt này, sale nốt 80.000. Vậy tôi mặc không bán nhá, tôi mặc mua mặc bầu không ạ? Chị Hiên Đô một cái áo 49k này. Chị Hiên Đô. Em chốt cho chị áo 49 rồi, chị gộp thêm đơn cho em cái. Cái áo này nhá 80.000. Ok tình yêu, ý là kiểu qua thì gọi điện trước cho chị ấy. 80.000 chất nỉ cực kỳ đẹp này, còn một cái. Ai lấy comment là 80k giùm em. 80k còn đúng một cái luôn nhá. Nỉ này khoảng 60 cân đổ về. 80k chị Anh Thư không? Set em đang cầm này. Set em đang cầm hôm nay sale. Chị đang bận ai xem mình review quần áo. Mua gì mà gửi? Chị đang đặt mua gì anh? Anh ở bên shop nào? Bảo chị đang bận tí chị gọi lại, đang bận bán hàng. Chị đang bận tí rồi, gọi lại anh nhá. 80k hết rồi nhá, cho chị Anh đưa võ rồi ạ. Vâng, em chấm một phát vào cái số đấy, tí chị xong chị gọi lại. Ok, đây nhá. Anh thư võ mà. Chị đọc Anh thư võ rồi. Cái set này nhá các chị ơi, bao gồm một cái váy màu đen ở bên trong và một cái áo khoác len bên ngoài. Hôm nay em sale cái set này, sale giá gọi là lỗ luôn nhá, nhưng mà cũng chỉ áp dụng cho ai gộp đơn thôi. 89.000,
hoặc là mua từ 2 set trở lên. Hôm nay em bán lỗ rồi. 89.000 set này nhá. Set này, một váy và một áo khoác len đây. Cái váy cũng là chất len đây cho mọi người coi luôn. Chất len nhá này. Quay gần chất không ạ? Chất len đây ạ. Set này là 89.000 nhá. 89.000 chất len như này nhá mọi người. 89.000 một set gồm 2 món luôn. 89k. Chân váy dáng dài ở đây hiện tại chị chưa khui em ơi. Set này á, set này chắc phải 60 cân. Kìa. Yeah. Rộng mà, đây này, nó co giãn mà, đây này, như em mặc vẫn rộng rồi. Co giãn mà, đây là chất len co giãn cho em nhá. Và cái áo khoác len của nó cũng chất co giãn luôn, 89.000 cả một set luôn. Bao gồm một váy và một áo khoác len. Bây giờ thì mặc váy 2 giây cũng được, sau lạnh lạnh mặc áo khoác nhá. Chân váy dáng dài như ở đây có một cái. Ở đây chỉ còn đúng một cái màu ghi. Ở đây còn đúng một cái màu ghi à. Đấy chị một set, ok chị Kiều Trang Dinh. Chị Kiều Trang Dinh một set cho em này. Còn ai lấy set này không ạ? Chỉ có 89.000 thôi, quá là rẻ em nói thật với các chị luôn. Rẻ quá luôn ý, 89.000 nhá. Cái chân váy này còn đúng một cái màu đen ghi đen ý, đây này. Chất nhung nhung đẹp lắm. Nói chung là con chân váy này thì cực kỳ đẹp, 150.000 nhá. 150.000, ai lấy comment là chân váy này, cái này thì bụng nào cũng vừa nhá, chun này. 150.000. Ở trên kia còn gì ấy, cái váy cam đất là hay gì ấy à? Bỏ em đây đi, xe nó đi để lấy cái chỗ đấy để xếp đồ lên này. Cho rộng, lấy chỗ mà ngồi. 150.000, con chân váy dáng dài nhá. Con này thì ai biết mặc thì cực kỳ đẹp. Đúng một cái luôn, định để lại để mix đồ. 150.000. Khoác len đi bạn, ok, chờ tôi một tí ông á. Đây em sale nốt mã này rồi em sẽ lên khoác len. Sale nốt mã này rồi lên khoác len nhá. Ôi đấy, cái váy đấy. Em bị lỗi à? Hả? Cái váy bị lỗi hoặc bị một cái từ đợt trong mùa hè kia. Bỏ lên trên nóc con im đi rồi. Cái áo dáng váy màu cam đất này xả 70.000 nhá. Còn hai cái. Áo này là nỉ dáng váy có mũ ấy. Dáng váy nhá, chị nào cao thì mặc thành áo, còn thấp thì mặc thành váy nhá. Xả 70.000 còn hai cái. 70.000 còn hai cái này. Đây. Còn hai cái nhá, 70.000 một cái. Ai lấy đi comment là 70k kèm số điện thoại này. Con này mặc thành dáng váy đi giày thể thao cực kỳ đẹp luôn, tay bo nhá. 70.000 còn đúng hai cái form từ 58 cân đổ về. Còn đúng hai cái. Đúng hai cái nhá. Dương ốc một cái, ok Dương ốc này. Còn ai gộp đơn không ạ? Có ai gộp đơn không? Còn đúng một cái thôi này các chị này. Còn đúng một cái màu này mặc trắng cực kỳ luôn. Chân váy vừa nãy là 150k chị Giang Ly ơi. Chân váy vừa nãy là 150.000 ạ. Chân váy vừa nãy là 150.000 nhá các chị nhá. Cái điện thoại chị đâu nhỉ? Chị Van Tuyết, ok chị Van Tuyết một cái cho chị, 5 phút cho chị. Chị Van Tuyết một cái đây. Chị Van Tuyết mua nhà mình 2 năm nay. Mua từ năm ngoái. Ông kia. Cả chị Phương Anh nữa. Hả? Em vừa thoát ra cho em xem lại chân váy được không? Ok, chân váy còn đúng một cái 150.000 nhá. Chân váy này thì quá độc luôn. Các chị vào mùa mua gần 3 lít là chuyện bình thường. Màu này độc lắm. Đây là chân váy màu này nhá, 150.000. Ai lấy comment là chân váy 151-150 lên khoác len này, chân váy 150 cho em nhá. Chân váy 150. Chân váy 151-150 giùm em nhá. Đây là bọc khoác len à? Cái gì? Hả? Ôi chị bán len lâu lắm. Áo khoác len nhá. Áo khoác len chất len ép nhá. Chất len ép. Ai đã chia sẻ sẽ mua khoác len này với giá 160.000. Đã chia sẻ sẽ mua được với giá 160.000 nhá. 160.000 này. 160.000 cho em nhá. Ai lấy comment là 160 hoặc là khoác len ghi kèm số điện thoại. Chốt nhanh cho em nhá. Đây là chất ép này, chất khoác len ép này. Màu này thì quá dễ mặc rồi, mix với cái gì cũng được. Form này cũng dễ mặc luôn.
cân nặng nào cũng vừa. Nói chung là riêng len thì dễ mặc, nó không như kiểu dạ riết các thứ. 160.000. Đây là đang bán sale nhá, không có giá đấy đâu. Các chị cứ chạy tất cả các shop cho em cái. Bởi vì len ép ít thỏa tuần từ 200.000 trở lên. Màu xanh pha ghi. Con này sale còn 130.000 luôn. Ai lấy comment là 13130. 130 kèm số điện thoại nhá, màu xanh. Con này thì hơi dài. 130 em inbox địa chỉ cho chị rồi nhỉ. Chắc là dài. 130.000 nhá. Mọi người thích xem thì mọi người comment đi, đỡ mất công. Cứ bảo xem khoác lên, lúc mặc lên không ai chốt mất công á. Toàn hỏi giày dép, sợ bấm cửa lúc cái lô sụp ấy. Bác rồi, bác rồi, bố sụp rồi. Chị một set váy 89k rồi đỡ, sao bây giờ chị mới xem rồi nhở? Nhở. Hay bị chậm. Từ lâu lắm rồi. Cái áo vest, cái áo khoác nghe em mặc này. Gió quát quạt nó cứ đi. Mất hết phong vải. Phong áo. Đây nhá, cái áo khoác nghe em mặc chất len ép luôn. Cũng 160.000. 160.000 chất len ép này. 160.000 nhá. Ai lấy comment 160 mà vui vẻ thì bớt 10.000. Còn 150.000 nhá. 150.000. Ô, còn một xanh này đẹp này. 150.000 nhá. Ai lấy comment giùm em 150.000. Ai lấy thì comment giùm em nhá, 150k. Tao vừa tự dị màu đỏ dã man ấy. Em bị điên à, có gì đâu. Chỉ là em dỡ ra em để vào đường nó đi thôi mà. Có cái gì đâu. Ô, mà chị thích xem gì đấy? Hay thôi không bán len nhá, mày có nóng hay là nóng. Mặc ra mặc vào. Cứ đòi xem khoác len. Lúc qua khoác len thì lại không thấy ai chốt cả. Không thì em để em sale len bình thường thôi. Bởi vì khoác len đang hiếm lắm, không có hàng để bán luôn. Ở cửa hàng bán không còn một cái nào. Hôm qua bán khoác len ở cửa hàng, ô con màu đỏ này đẹp. Mô tô này mình dịu màu đỏ quá, nhiều màu đỏ quá. Cái áo khoác len đang mặc nhá. Con này size ML này. Form rộng nhá. Chất này. Chất lên ép. Con này nhá, 180.000. Không bớt luôn, 180.000. Ai lấy comment là 180 nhá. 180 kèm số điện thoại giùm em. 180. Kiểu mặc cái này nó không hợp mà khoác lên lắm. Cái váy này 180 kèm số điện thoại nhá. Ai lấy comment là 180 chị chẳng nghĩ bán gì luôn. Nhiều đồ quá nhưng mà nóng thật. Hoặc là chúng ta có thể bán buổi tối. Nhìn mắt áp ảnh đi bán nữa khí. Nhìn áp chị chụp ảnh đẹp lắm mà chị chưa đến chị. Lùi. Xem một mát thì khoảng nghỉ Quảng Châu này. Có thấy sao đâu. À sao túi. Chết rồi. Sao lên mấy con dạ nâu, các chị vẫn thích xem dạ đấy à. Cái này còn size gì nhá, còn size M. Còn cái mác của nó ấy. Con M và L. Nỉ này còn M và L nhá. Không còn size hết đâu, nhưng mà size cũng mặc size M được. Nỉ này em xả với giá không trước bán bao tiền. Hôm nay xả với giá 80.000. Ai lấy comment 80k kèm size kèm số điện thoại. Hả? Chất đẹp, Quảng Châu mà. Chất đẹp mà, nhưng mà đây là xưởng nhiều xả của tháng này thôi đây. Chất đẹp lắm luôn, nó nhập nhiều quá ấy. Xong rồi nó nhờ mỗi người xả ví nhiều quá. Mà nhập nhiều mà còn ra đấy. 80k có size M và L. Người mặc size S mặc size M được nhá. Bởi vì nỉ phải mặc rộng rộng mới đẹp. Ai lấy comment 80k kèm size cho em nhá, nỉ Quảng Châu. Không phải hàng Việt Nam nhá. 80k kèm size chai nước của chị đâu nhỉ. Để bắt đầu đến cái giờ hãm rồi đấy. Đấy, 3 giờ kém. Hãm lắm cái giờ này.
Giày giày dép hôm nay cũng gửi bao nhiêu hết này. 80k size M gộp đơn. Vinh Nguyên là lấy size M. Cái gì rồi này có hàng ở đây. Thôi chị định quay dại cho hàng nghỉ. Bây giờ quay ra các chị có xem không? Thích quay gì comment nhá thì em quay đỡ mất công. Vinh Nguyên lấy size M, quay quay cho chị quản đi, nóng quá. Huyền Tép 57 cân hàng mặc hẳn size L cho thoải mái nhá. Chị nào lấy cái gì để lại xuống đó. Đây L còn gì? Thì như đây là còn mỗi M thôi, L còn mỗi một cái. L còn mỗi một cái thôi các chị ạ. Dạ tiếp đi này. Tôi live stream dạ rồi, bây giờ quay dạ tiếp nhá, ok. Không thích len đây. Lúc thì thích dạ, lúc thì thích len, tôi mệt các ông quá. Chị Huyền Tép này sai lờ nha, ok, Huyền Tép có đơn chưa? Xin tỉnh 30 đến 35 nghìn nhá, bạn gộp đơn 23 sản phẩm được. Chị Quy Nguyên lấy size M gộp đơn này. Chị Quy Nguyên size M, đây là hàng Quảng Châu nhá. Không có giá sale ở đâu các chị ơi. Các chị cứ mua về Tết chất thoải mái đi, rồi lại mua thêm cái này là xưởng họ nhập nhiều quá ấy. Bên kho họ nhập nhiều, nhờ em xả thôi. Chứ bình thường người ta bán cái nỉ này không bao giờ có giá đấy luôn. Các chị đi mua ngoài chợ cũng chẳng có giá đấy. Sờ vào đấy vẫy tay đi. Tập gì màu đen ở dưới đây. Chân váy à? Chân váy à? Sai lờ hết rồi. Chị Hoa Lily chân ơi, sai lờ em hết rồi. Ô, cái áo này kẻ này còn ba cái này. Ai chốt nốt thì comment là 89k kèm số điện thoại cho em nhá. 89k lay lắc mai không hết. Bởi vì sao? Nhập nhiều, cái này mình nhập bao nhiêu? Mấy lần? Nhiều lắm rồi. 80k M, chị Hiên Đô. Em cảm ơn chị Huyền Tết, em biết rồi, chị cứ để lại số cho em. Bởi vì là em gộp đơn áo dạ vừa nay với sục. Sao gộp nhở? Dạ với sục mà gộp khó cực. Hả? Sục đi rồi. Chị Linh Giao ơi, sục của chị đi rồi. Sục đi từ bao giờ đấy? Sục đi rồi chị ơi. Chị Hiên Đô size M. Chị Hiên Đô size M này. Cún yêu lấy nỉ 89 này. Cún yêu lấy một cái nỉ 8. Nỉ 89 nghìn nhá. Cún yêu này. Có điện thoại đâu? Dạ đâu tình yêu ơi. Có tinh tinh, chị có tin nhắn. 89.000 cái áo nỉ nhá, còn hai cái. Ai lấy comment nốt nhá, bây giờ bán dạ nhá. Ôi, mệt quá. Dại ra, sợ dạ vãi ra. Chị Linh Giao, em inbox của chị luôn đi. Bây giờ đơn của chị đi rồi. Thì gộp kiểu gì? Này 89 chị Van Tuyết một cái, lúc nào chị Van Tuyết cũng thế, cũng ủng hộ mình. Chị Van Tuyết ơi, chị phải mua nhà em 2 năm nay rồi nhở. Cái set này nhá, set này là 89.000 này, giới thiệu lại set này 89.000. chị nào mà vào sau chưa biết thì mua set này giùm em này, 89.000 gồm hai món luôn, nên là gọi là set nhá. Ai lấy comment là set 89 này cấp cho chị. Không, nó bị xù ấy, bởi vì để dưới này dạ rất là cọ. Cái dạ xanh này rất là đẹp mà có mũ cực cái XL với bán hết ML đúng không? Dạ đỏ nhá. Tìm nốt dạ đỏ đi bán nốt, bạn này cũng nhiều người thích à. Dạ này nhá. Đây. Đen cơ. Xe trên kệ thôi. Xe 89 chị nào lấy kìa. Chị Mi Mẫn để số nhá. Áo kẻ cũng 89.000 em ơi. Áo kẻ còn đúng một cái 89.000 này. Áo kẻ còn đúng một cái 89.000 nhá. Set 89 đâu nhỉ? Áo đi bước đầu. Set 89 chị bước đầu ấy. Không biết rồi. Sao không tìm thấy chiếc đấy. Chị gì đấy mà đã để số đâu. Mi Mẫn để số nhá.
Thế ra em đang mặc này, mác XL thôi, nhưng mà form này chỉ khoảng 60 đến tầm 65 cân mặc vừa thôi. Em là 57 cân, em mặc hơi rộng, thì khoảng 60 đến 65 cân mặc vừa. Dạ này sale bao, sale bao tiền? Dạ này đầu đầu thôi, mẫu đầu tiên 308. Luôn 370, 38 370.000. Thế ra em mặc là 370.000 nhá. Chất len đấy bạn ơi, mi mẫn ơi, chất len 370.000. Ai lấy cái em mặc comment là 370 nhá. Cái giá tác của nó là gần 2 triệu đấy ạ. Đây ạ, cái giá tác của nó đấy nhá, cho mọi người coi. Con đỏ rồi, sao để ạ, sao bờ. Cái giá tác của cái dạ này gần 2 triệu đấy ạ. Đây là người ta dạ hạ dàn mới có giá này thôi nhá. Mà đây là em sale gọi là không lợi nhuận cho mọi người đấy. 370.000. Vậy đây mình mặc không bán nhá. Ai lấy con dạ em mặc comment là 370. Em lấy áo kẻ Đặng Thùy Dương, ok, nốt một cái hết luôn này Đặng Thùy Dương ơi. Đầm mình mặc không bán nhá. Đây ạ. Mình qua mẫu nhá. Lên tiếp một con dạ đỏ size M sale này. Giá tác là 379 yên, mọi người nhân lên đi, nó rơi vào tầm 1 triệu rưỡi. 379 yên nhá. Size M này. Set 89 cộng áo nỉ size M. Chị Nhim xu một set 89 này. Một áo nỉ hoa size M đúng không ạ? Áo nỉ hoa size M đúng không chị? Áo nỉ size M là áo nỉ hoa đúng không ạ? Áo nỉ hoa, hoa Quảng Châu đúng không chị ơi? Con áo này size M cho em nhá. Size M em đang mặc hơi kích bụng này, bởi vì bụng em đang bầu. Size M này. Ok, nhim su. Con này size M nhá, chị nào lấy em sale luôn. Sale luôn con này còn 320.000. Size M nhá, 320.000 nhá. 320.000 size M dạ cổ vét. 320.000 size M ạ. Ai lấy comment là 320 kèm số điện thoại giùm em. Con này cũng đẹp. Sao gì? M. L. 320 kèm số điện thoại, mọi người có xem dạ không ơi, comment dáng cho em tìm cho nhanh đi. Chứ cứ mặc lên xong rồi ấy mất công á. Thực ra là dáng thì có quanh đi của loại mấy dáng cổ vét này. Đây là dáng eo này. Đây là dáng eo, nó có cái viền này, nó là dáng eo. Có một dáng là dáng suông nhá. Eo hoặc suông, một trong hai. Chỉ có hai loại thôi. 50 cân size M vừa không? Cái mẫu này thì khoảng 52 cân, chắc là ok hơn. Nếu mà chị 50 cân mặc bụng to thì mặc được, vì em cao 1m6, em nặng 57 cân, em mặc nó đang bị chật bụng. Thì chị ướm theo người em xem có vừa không nhá. Dạ dáng váy đây, em có con này đấy. Size XL á. Con này size 13 xem nào. Con dạ này size XL vừa mà không vừa đâu bé. Cho chị con màu kem. Có con này cũng đẹp này. Thì với chị mấy con dạ nâu nhá, thì trên kia kìa. Trên kia kìa. Dạ nâu nhá chị. Con này form rộng này chị Tiên Tiên ơi. Con này form rộng mà giá nó không bị dài quá nhá. Con này chất cũng đẹp luôn này, chị nào lấy em để 360.000. Chất quá đẹp luôn, 360 nhá, nó ghi mác là size L. Nhưng mà khoảng đây là như em size M mà kiểu form rộng hay đẹp mà. Đây xẻ tà nhá. 300 mấy nhỉ? Hả? 360 đúng không? 360.000. Chị nào lấy để 350 luôn nhá cho hết nhá. 350.000 có một con dạng màu kem đẹp này. 350.000. Ai lấy comment là 350 có váy len không? Rồi ôi tôi mệt quá. Cứ quay len thì bảo quay dạ. Bây giờ quay dạ thì hỏi len. Có nâu. Ôi những cũng không còn đâu. Có một cái màu nâu nhỉ. 350.000 nhá. 350.000 ạ. Đây ạ. Form khá là rộng rãi thoải mái. Form suông nhá. Con này là form suông này. 350.000 cho em nhá.
Huyền Tết hộp 350, con này chất quá đẹp luôn nhá. Các chị cứ mua về cho em cái feedback đấy. Em ơi, con này màu kem này. Chưa bao giờ bán dạ rẻ như hôm nay đâu ạ. Giá này còn rẻ hơn cả hàng thùng. Trong khi nó hàng mới đứng thật ngã nha Phương. Con dạ này nhá, các bạn là bầu bì con trên này, nó là dáng váy. Từ 7 nữa mệt lắm. Tính là phải rộng. Dạ này nhá, dạ màu đỏ này. À dạ màu kem này. Form này các bạn bầu mặc được thoải mái, nhưng mà nó là dáng váy. Bản chất nó là kiểu dạ dáng váy để các bạn mặc váy các thứ ấy ạ. Form này thì khoảng 60 cân đến 70 cân vẫn vừa luôn. 60 cân đến 70 cân vẫn vừa. Ok, Huyền Tết. Huyền Tết là hộp áo gì bao tiền? Chị nào lấy áo ra này em để 360.000, chất quá đẹp luôn. 360.000 nhá, quá rẻ. 360.000 này. Em bán sale thôi. Thì điều con này nắp lít vẫn rẻ. 360.000. 360.000 nhá. Mét 55, mình cao 1m6. Bạn sẽ mặc đến gần chấm gối, mình mặc chưa đến gối. Chắc như bạn mặc thì sẽ chấm gối ấy, vì nó là dáng váy mà. Nó là dáng váy nhá, quá rẻ cho một cuộc tình. Chất dạ ép cho em nhá. Quay một tí nữa nghỉ nhá. Chị nghĩ phải đến tối đó. Tối đây chị suy nghĩ xem bán gì, nhưng mà hẹn khách hết rồi. Tối lại giờ 7 giờ. Ở ngày mai quay giày tốt hơn. Ngày mai cho Hà quay. Hiểu không? Mình sẽ lên một con dạ xanh gel. Để em cài đấy cho chị số điện thoại em nhá. Mai Liên. Con này này, con này đẹp này, size L rồi. Con này còn đúng một con size L nhá, 360. Nhưng mà size L, nó là size L nhưng khoảng size M như mình này, 5-7 cân mặc vừa thế này. Bởi vì nó tùy form nhá mọi người nhá, không phải form nào cũng giống form nào đâu ạ. Con màu kem đẹp đấy Mai Liên ơi. Em mặc em đi giày thao thì cũng đẹp, đi bốt cổ thấp. Thấp hẳn nhá, cổ mắc cá chân ấy. Đây nhá. Này. Nó có cái tag cực kỳ đẹp luôn, cái tag này tháo được nhá. Chị đang không thích có thể tháo cái tag này ra dùng với những cái áo khác được này. Bình thường đi mua một cái tag này đã 50.000 rồi các chị ạ. Cái dạ này 360.000 này, form như em đang mặc là em 57 cân em mặc vừa nhá. 57 cân cho đến 57 cân đến 63 cân. Tất nhiên là nếu mà các chị thấp hơn em thì cân nặng nó phải cao hơn ý. Ví dụ là 57 cân em cao 1m6 đúng không? Thì các chị ví dụ là cao 1m55 mấy thì chỉ khoảng 52-53 cân là đã vừa rồi. Nó tùy vào chiều cao nhá mọi người nhá. 360.000, chất đẹp dã man luôn, chất nỉ nhá. À, chất dạ ép quên. Đây là màu xanh rêu. Nó có cái tag ở đây nhá. Mặc cực kỳ sang luôn. Dạ, rộng màu đỏ. Màu đỏ nhà em nhiều lắm chị ơi. Đây này, sao chị không chốt con này đi. Con này đẹp mà. Đấy. Chị không chốt con này nhỉ, con này xinh mà. Con này bán nhiều lắm rồi đấy. Đây này. Con dạ suông này đẹp này, mặc suông rất là xinh luôn nhá. Thực ra là ấy, bỏ size đi nó thành dạ Hàn, dạ Hàn Quốc hết. Còn nó chụp ảnh lên toàn dạ to đùng như này, chụp lên đẹp với này. Mà thực ra cũng chả to lắm, form này không phải form to, này bình thường. Mấy cái form Hàn Quốc ấy mà vai trễ trễ này to. Như dòng váy luôn, bọn tao mặc thế. Mấy cái chụp ảnh lên thì đẹp dã man luôn. Đấy là do gu khách thôi. Một cái màu nâu này. Nhưng mà đây là màu nâu dạng váy ấy. Ơ có cái size M ấy. Màu nâu dạng váy có cái size M đấy, chị mặc size L ở Mỹ thật đã. Cái bụng bụng eo ấy. Cái màu nâu bụng eo ấy. Màu đen size M. Này lại dáng váy rồi, 380 đúng không? 380. Có một bạn đặt cái này đấy, không ai lấy 380. Có một bạn đặt qua inbox cá nhân của chị tìm. Thì hôm mà quay đầu tiên ấy bán em 400 mấy ạ.
55 cân mặc được con màu đỏ chị ơi. Nhưng mà cao cao mét bao nhiêu ạ? Như em là 57 cân, cao mét 6. Cân mà cao khoảng mét năm năm mấy thì ok đấy ạ. Con dài nhá, size M là size chuẩn em luôn này. Size M này các chị ơi. Size M em này là 380.000 dáng váy nhá. 380.000 dáng váy luôn ạ, 380.000 dáng váy. Mét 55 thì chắc vừa luôn đấy. 60 cân mặc được con đỏ được ạ, chị cho em cả chiều cao đi ạ. 1m55 mà này. 1m55 mà 55 cân vừa này nhỉ. Chị mặc rộng. Chị 1m6 mà chị 57 cân. Ừ thì ý chị là chiều cao càng thấp thì cân nặng ấy. Cân nặng nó phải thấp xuống thì nó mới mặc được chứ, đúng không? Em này là 380.000. 50 cân, cao 1m6. Sao chị bảo chị 60 cân. 50 cân cao 1m6 có thể mặc vừa cái em đang mặc ấy. Đây là size M mà. Size M. Nếu mà rộng eo chị vào khuy một tí là được. À em mặc là 380 nhá. Vừa đấy rất nhiều khách hỏi cái này nhưng mà không có size M. Vừa đấy chỉ có size L thôi. Vừa đấy chỉ có size L nhá. Thôi để lại cho bạn chị đi. Nó hỏi từ trước. Thế cho túi cho chị tí để riêng á. Để tí chị bác là hỏi từ trước rồi. Các chị hỏi thế nào hỏi rõ ra dùm em nhé. Con này đẹp quá, size M này. Dạ suông đỏ size M này. Em này đẹp dã man luôn. 395.000. Không bớt nhá. Ôi em này chị mặc cũng đẹp. Vừa sai chị luôn rồi. Em bảo dạ em đang mặc cái 395.000. Là giá đã sale bình thường là hơn 500 đấy ạ. 395.000 nhá. Con này đẹp quá, size M 395.000 nhá. Chị mặc kiểu dài hợp. Nhưng mà chị còn mặc dài qua đầu gối. Hello mẹ. 395.000 mẹ chị vào xem. Có ai chốt con này không ạ? Size M nhá, 395.000 nhá. Quá đẹp luôn. Chị chưa có cái dạ đỏ đâu. Cái này phải chưa, nó còn chưa rạch cả túi luôn. Chưa rạch cả túi, vừa mỗi một ngón bên này rạch rồi, bên này chưa. Không ai chốt luôn, thế bây giờ có các chị có xem dạ nữa không đây? Không xem nữa thì khỏi quay, đỡ mất công. Các chị muốn xem dáng thì các chị comment cho em với size số nào, comment để em tìm quay nhanh nhá. Đỡ mất thời gian của các chị luôn. Chị ơi còn xem mẫu nỉ ở nữa không hết rồi nhỉ? Thế mình còn nỉ mới đó. À nỉ hồng ấy. Cho chị cái nỉ hồng trên bàn này. Trời ơi đã có một người chốt mất. Cho chị xem con cổ lông vàng. Cổ lông vàng nào nhờ tình yêu nhở? Từ hôm trước á chị? À, cổ lông vàng chỉ có tâm đan mới tìm được thôi. Đi tìm nào đây. Hôm trước có bóc rồi đấy, cổ lông màu vàng. Sale mẫu nỉ này 89.000 nhá. Mẫu nỉ mắt này 89. Con ăn hại vãi. 89.000. 89.000 nhá. Đây nè. Đây, đưa con cổ vàng đấy. Chị Thanh Lam chốt 395 này. Cầm cầm cẩn em nhá. Cao 1m6 50 cân chỉ mặc tầm size M thôi, đầm đầm mới mặc không bán. Hàng new chị ơi. Hàng new thì mới đủ size, đủ ta mát chứ. Con nỉ này 89.000 nhá, con nỉ mắt này thì quá đẹp rồi. Chị nào lấy comment là 89k nhá. Đây là mình đang mặc lồng. Đây nha. Áo nỉ là 89.000 nhá. Ai lấy cho comment là 89k. Con này chụp ảnh. Chị Hoa ơi, chị xem cái này á. Nhưng mà so này size to lắm. XXL cơ. XXL nhưng thực ra là size bình thường cũng mặc được rồi. Bởi vì là cái form này form váy. Chị Hoa mà lấy con vàng này em sẽ để chị là 310.000. Em bán lỗ luôn. 310.000 nhá. 300 thôi cũng được.
Cao Chu mua nhiều thì mình lắm rồi. 310.000 nhá. À 300.000 chị Hoa Chu mà lấy. Thế là như em là mặc size M chuẩn mà em mặc cũng chỉ hơi rộng rộng thôi. Thực ra form này là form váy, thế nên là mặc nó cũng xem ấy. Cái size nó không cần chuẩn, không cần chuẩn quá. Chỉ cần người ai đừng thấp bé, nếu mà thấp bé thì mặc size to thì buồn cười. Chứ người ai mà to to thì mặc ok luôn đấy. Mùa đông các chị phải mặc len bên trong nhá, chứ mặc mẫu này không ổn thế nào. Đây nhá. Còn cái đính ngọc trai hình như còn màu xanh thôi nhỉ. Cái đính ngọc trai. Hả? Ok ok chị. Này. Cái gì cơ? Đính ngọc trai ở bên kia kìa. Hả? Có con dạ váy này cũng đẹp này các chị ơi, màu đỏ này. Chị Lan Công Thị ơi, hello chị yêu, để em tìm cho chị nhá. Em ơi, rút cho chị con màu vàng cái giống con đấy không? Chị Lan Công Thị đang hỏi. Chờ em tí, em tìm xem còn không. Nên dạ thì shop ok chị. Con này size L. Giống không? Giống mà. Chị nghe nào. Chị Lan Công Thị ơi, lấy size, lấy con này được không ạ? Nhưng mà con này chỉ có size L thôi chị Lan ơi. Con này là size L, đây, cũng màu vàng lông nhá. Nhưng mà chỉ có size L thôi. Con này đắt hơn con đấy một chút ạ, 330 chị Loan nhá, nếu mà chị lấy vào em để em mặc thử. Hôm qua em có hai cái áo nỉ. Em ơi, Hà ơi, đơn áo nỉ hôm qua của em là bên cơ sở ao sen đúng không? Con dạ này size L. Nhưng mà các chị ơi, size L nhưng mà form em đang mặc ấy là khoảng size M cũng ok ấy, bởi bụng em đang vừa này. Em 57 cân nhá. Nó là form dáng váy như này này, xinh lắm đằng sau. Form dáng váy nhá, 395.000. Mà thôi chị nào lấy em để 390, con này đẹp lắm luôn. Em đố có chị mua ở đâu với cái giá như nhà em ấy. Em khẳng định luôn, toàn Facebook luôn nhá. 395.000. Nhưng mà cái vừa rồi có size XL mà. Cái vừa nãy chị lấy là size XL cơ chị ạ. Em bóc cho chị mặc thử. Size S em có nhưng mà ít chị ạ. Đây nhá. Em này đẹp lắm luôn. Chị nào mà cao cao thích mặc kiểu dáng váy sang sang, kiểu đi bốt cổ thấp thấp thì đẹp dã man. Tại chốt con này không ạ? Ôi con này đẹp dã man đấy chị, con này đẹp. Chốt đẹp. Nhìn nó cũng đẹp. Nếu mà hôm qua mà mua quần áo thì là bên ao sen ấy. Bên ao sen thì không gộp đơn với bên này đâu Hà ơi. Con này vẫn còn cả khuy thay này. Mét 50 không mặc được cái đỏ vừa nãy đâu chị ơi. Cái mét 50 phải từ mét 6 trở lên. À cái màu đỏ vừa nãy phải từ mét 6 trở lên. Chị Loan ơi đây này. Con này không bị to đâu. Chị nhá. Chị nào lấy con này em để 320 thôi. Bán nốt cho xong. Sale nốt. 320.000 nhá. Dạ mịn. Màu be khuy dập, màu be kìa. Có hai cái đấy. Chị nghĩ nhá. Bây giờ cắt cái ngoài kia ra thì chật. Không cắt thì không được. Bây giờ còn toàn màu đỏ. Đây chị Loan ơi, đây nhá. Chị Loan ơi, đây. Em mặc thử lên đấy. 320 thôi, dạ form quá đẹp luôn. 320 nhá. Con màu kem này một khi là cái con hằn ngọc ngọc ấy nhỉ. Con ngọc ngọc này. Hả? Con ngọc con đầu bán phải hơn chục cái. Đúng không? Dạ đẹp nhưng mà cách không hợp gu lắm. Bởi vì bình thường như buổi tối trước em bán đi vèo 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 mấy chục cái hết. Bay không hàng mà bán luôn. 60 cân vừa chị Trịnh Hồng. Con dạ vàng vừa đấy 60 cân vừa. Xin xem nào. Đây. Con này có một eo nữa cơ. Ủa, nhưng mà size to tê.
Cái kia size gì? Con này nhưng mà size. Thật á? Để đổ. Không mặc ở đâu, to lắm quá chị ạ. XXL làm sao mặc được. Đẹp nhưng mà to. Này có đai. Đẹp nhưng mà to. To lắm. 320 chị Hoàng Trầm. Lấy con dạ màu vàng nhá, 320 nhá. Hoàng Trầm. Con dáng ngắn màu xanh than lông hả chị hay gì? Nó chỉ có con ngang ngang đây nhá, chứ không có ngắn hẳn đâu. Mặc be quy dọc cổ tàu. Ơ màu be quy dọc cổ tàu vừa lại bán mất rồi. Chỉ còn màu nâu thôi. Hay là bên này này, em tìm ở bên này không còn đâu. Mọi người không thích xanh rêu à? Ơ có con đỏ này đẹp này. Đây đây này. Mà lại xa XL, con đỏ đẹp dã man luôn. Chị ơi em hết rồi, cái đấy em hết rồi. Chị hỏi cái vừa rồi chị không cần phải mặc cái XL đâu. 65 cân nhà em chỉ để mặc cái size L thôi. L hoặc là cùng lắm là XL đấy. XL thì hơi rộng. Đây con này XL này. Rộng. Ơ nhưng mà nó có cái dây gì ấy nhỉ. Đây. Đây nhá, nó rộng nhưng mà nó có cái dây rút eo này cả nhà này. Đây nhá, ví dụ các chị mặc này, rút eo vào cho em. Đây nhá, rút eo vào nó tự khắc bé. Đây nhá, rút eo vào là tự khắc bé luôn này, size XL nhá. Con này đẹp lắm, 395.000. Con này thì quá đẹp luôn, 395.000 nhá. Form này chết eo và suông. Con này phải từ 62 cân, 62 đến 7 đến 70 cân vẫn vừa luôn. Đây. Đẹp lắm. 395.000, màu ấy cũng đẹp, dạ này nhá, chất cũng đẹp. 395.000 nhá. 395.000. À đây, quy dọc em còn một con màu nâu. Quy dọc còn một con màu nâu nhá. Sao gì ấy? 13 chắc lờ. Đây còn một con quy dọc màu nâu này. Quy dọc cổ tàu chỉ còn màu nâu, màu be mình bán mất rồi, có khách trước rồi bạn ơi, hết rồi. Con này đẹp lắm, xanh than dáng ngắn vừa. Có cổ lông, cổ lông mới có dáng ngắn thôi. Cổ lông mới có dáng ngắn nhá. Con này quá đẹp luôn. Màu ngoài đẹp lắm ấy. Quá đẹp luôn. Ô đảo luôn à. Người ta đang ngỏm dạ màu be. Bà kia khi lên thánh hỏi đẹp. Đảo luôn này cũng đẹp. Này con màu nâu này vừa bao tiền ra. Em ơi cởi khuy cho chị ấy, đấy ơi. Cứ thử lại cởi khuy cho chị cho em. Đây con dạ màu rơi bên bảo đẹp bên này. 360 thôi. Cổ lông có nhiều màu lắm. Hay em lên một ít dạ lông nhá, dạ lông hôm nay được sale nhiều ấy. Con này nhá, 350. À 360. 360.000 nhá, đây. 360 con này là size L nhưng mà thực ra chỉ size M mà như em này. Em đang mặc size M chuẩn mà em mặc size M em vừa này. Chuẩn luôn. Có quy dọc à? Con màu be nhá, chờ mình một chút. Đúng rồi. 13. Bằng size cái vừa nãy luôn. Ba cái vừa nãy là 360 à, cái màu be dọc ấy. Dạ này nhá, màu xanh rêu đẹp lắm luôn. Đúng không? Hôm nay em mặc cái váy dài thì thường mặc dạ dài các chị cảm thấy đẹp ấy. Ngắn này mặc với quần bò mới cũng hợp. Đây con quy dọc thôi nhá. Con quy dọc cổ tàu đây. Màu be nhá, vừa đấy bạn nào hỏi. Bạn ấy còn đây không nhỉ? Để mình mặc thử con này 370. Bạn 360.000. Chị Nguyễn Khuyến lấy 360 dạ rêu. Chị ơi, cái đấy là 360 hay 350 đâu, em đọc nhầm đấy. Mà chị lấy để lại số nhá. Bởi vì bình thường một mình cái tác này mua, chị mua ở ngoài đã tầm 50.000 rồi. Không mặc đâu em ơi, 1m5, 1m8 không mặc cái mẫu này đâu. 1m58 mặc cái này thành đấm ấy. Cái này phải từ 1m6 trở lên mặc đẹp này. À đâu, 1m58 trở lên mặc được. Nhưng mà em phải to người một chút. Tức là bởi vì chị đang mặc trên gối, mặc chấm gối được. Nhưng mà cái vấn đề là nó là form rộng rộng, form dáng váy này. Nên là người em phải thoát thoát một chút.
thì mới mặc được nhá. Em này là 360.000, chất cực đẹp. Chị Nguyễn Quế mà lấy để số điện thoại cho em nhá. Có nỉ nhưng mà em bán lúc đầu rồi ạ. Đây nhá. Con này cực kỳ xinh luôn này. 360.000 là giá đã sale, ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt dùm em nhá. Cái này có cả màu nâu nhá, màu be và màu nâu. Mọi người thích giá nào mọi người comment đi, lên mấy dạ lông đi. Ông còn lại bóc mấy dạ lông ở đây để nó đâu rồi. Con lông đỏ nhá. Lông đỏ lông chút bao nhiêu người hỏi. Ờ đúng rồi, cái dạ vừa rồi là 370 ấy, chị đọc nhầm giá đấy em ạ. 370. Cái dạ khuy dọc là 370, nhớ nhầm mọi người ơi, nhớ nhầm 10.000. Cho chị cái cặp tóc ấy, để chị mặc cái dạ cổ lông. Cặp tóc này. Có dây của tóc không? Mi ơi, chị mượn cặp trên đầu Mi. Cũng bé như cặp của mình, kiểu to thì mượn. Tí tin hình. Đấy ngọc đây. Nhưng mà chị lấy sai gì hả chị Thanh Huyền? Đây. Con dạ đỏ nhá. Như em 57 cân, em vừa vai này. Còn phần thân của nó là thân xòe thì không nói làm gì được. Kiểu này mặc đi bốt đi nước rất là đẹp luôn nhá. Chị nào lấy cái này em để 320. Gì đây? Mặt xịt kìa. Gym á? Mỡ đang bận. Em đang bận lắm đấy này. Đừng có động với em. Chị đây chị sẽ làm nốt đơn giày. 320.000. Con này quá xinh luôn. Ơ Huyền Liễu ơi, đùa nhau hả? Chị vừa mặc xong. Chị là khi đọc màu nâu đi, khác quá hình nhau. Một cái màu nâu khác quá hình nhau. Ok chị Thanh Huyền, em ơi tìm cho chị cái 320 chị Trịnh Hồng này. Em ơi, chật vãi, quay dạ chật ít đơn mà chật to đây nhá. Mùa đông nhanh đi cho tôi nhờ này, trả này cực cả mình, cặp nó cứ rơi. Hôm qua chị vừa hộ đầu, hôm nay tóc chị đã bết rồi, tại mấy hôm nay trời nó cũng nhiều, cứ khó chịu. Áo này 370.000 nhá. 370.000, chất dạ cực kỳ đẹp, các chị là mặc kiểu dành váy ý. Xong rồi đi kiểu giày thể thao bốt biết rất là đẹp luôn. 300 bây giờ em mà tìm được dạ S là các chị chốt được mầm đấy. Vừa nay có mấy con dạ S chết chốt tranh nhau sợ vãi xế. Toàn người bé. Em này 370.000 nhá, quá đẹp luôn, còn đúng một chiếc duy nhất nhá các chị ơi này, tay. Nói chung là con này là mặc kiểu như là mặc hẳn cái váy ngắn, đừng mặc váy dài như mình. Mặc thành dáng váy luôn ý. Tức là bên trong chỉ cần mặc một cái váy 2 dây thôi cũng được. Mặc thành dáng váy nó như một cái váy dạ luôn. Con này quá đẹp luôn, con này bán chắc cũng được hơn chục cái. Mẫu cái mã này bán 2 hôm. Tiếp. À lông tiếp này. Đó. Đang có bóc rồi này. Đây sai gì đấy? Màu xanh nhá các chị nhá. Lên mấy màu này size M này. Hàng mới chị ơi. Hàng new cho em nhá. Hàng new nên là có nhiều mẫu em đủ size mà. Váy thiết kế của người mặc cơ, giờ tôi không mặc được váy đâu mà. Em màu xanh này.
350.000. Nhá. Ai lấy thì comment cho em nhá, 350.000. Dáng váy rất là xinh luôn nhá, 350.000. Cái màu này cũng đẹp, lông là lông đen. Lông là lông 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 đen nhá. 350.000 ạ. Rất là xinh luôn, cái màu này thì mà cũng không phải là kén da lắm đâu, da chị nào đứng tối quá là được. 350. Thì Dạ sẽ đi vào quát rất chăm xem livestream nhà mình nhá. Sorry quát. Bởi vì là rút ra được size nào mặc size đó thôi. Vừa lấy được mấy con size S chốt tranh nhau quá trời. Một 54 em nghe đi. Có con màu này đẹp nhưng mà size XL. Màu này sao không? Em ơi cho chị thêm áo dạ nào. Vừa đặt chiều nay em sao hỏi chị đấy. Em ơi, em inbox chị Thanh Huyền đi. Inbox luôn chị này. Em ơi, bảo chị Thanh Huyền chỉ còn size XL thôi. Bảo chị Thanh Huyền chỉ còn size XL thôi. Thực ra không phải nó to đâu mà form là như thế đấy. Con này nhá. Con này mác cái XL size L vừa này. Đây nhá, như em mặc chỉ hơi rộng thôi chứ form này là form vừa nhá. Con dạ này hôm nay em sale còn 360.000. Dạ này sale còn 360.000 này. Theo chữ này 360.000. 360.000 nhá. Ai lấy comment là 360. Ui, số niu dã dã chân em ạ. Hôm nay là bán chậm đấy. Chứ bình thường chạy dãy đất tao học này đây. Thế à? Mấy hôm bán mấy cái ấy, chúng mày chạy dãy đất rồi gì. Loạn hết cả sới lên. 360.000. Ai mở cửa nhà mình ý? Ơ, chẳng nghe khách. Hay là giao hàng 360.000 nhá. Có ai chốt con này không ạ? Thôi, con này em nghỉ đây. Mấy năm rồi nói mãi chả ai chốt gì. Nói chung là em nghĩ dạ phải bán buổi tối. Các chị ở nhà nhiều hay sao ấy. Buổi tối bán nhiều dã man. Dạ lông ngắn màu đen em không có đâu ạ. Chỉ có màu xanh thôi. Chưa ai ghi. Ơ, áo gì kẻ còn một cái đây. Nhìn kẻ 89.000 còn một cái có ai lấy nốt không ạ? Gì đấy em ý? Ai? Nhà Tư Dung ạ. Nhà chị Tư Dung. Em nhận đi. Đây nhá, rồi ok mọi người. Ai lấy gì thì inbox thông tin cho em nhá. Inbox thông tin cho em một lát nữa em sẽ lên một ít hàng len họa tiết là em chụp ảnh rồi. Cực kỳ đẹp, các chị ai săn được thì lên nhá. Vâng mọi người.